miền Nam Thái Lan, khu vực được biết đến với những vụ đánh bom và bạo lực từ đầu năm 2004 đến nay. Và từ đây, một lời kêu cứu đã được phát đi. Lời kêu cứu đó là của 8 cô gái Việt Nam bị lừa sang huyện Bê Tông, tỉnh Gia La của Thái Lan để hoạt động mại dâm. Đối với 8 cô gái tuổi từ 17 đến 21 này, con đường lọt vào đường dây buôn người tinh vi này là cả một hành trình dài, tủi nhục và không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Cùng với sự phối hợp của lực lượng công an Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Liên minh phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, một chiến dịch giải cứu 8 cô gái này đã được Cục Điều tra Trọng án Thái Lan, hay còn gọi là DSI, vạch ra và thực hiện nhanh chóng. Là một huyện biên giới giáp với Malaysia, Bê Tông là một nơi khá yên bình so với những khu vực khác của tỉnh Gia La, nơi các vụ bạo lực vẫn thường xuyên xảy ra. Để đến được huyện này, đầu tiên người ta phải di chuyển từ Bangkok đến thành phố Hat Yai, tỉnh Songkla kế cận, rồi đi xe tiếp. Cách an toàn nhất là đi đường vòng qua Malaysia, rồi ngược trở lên biên giới Thái, sau đó mới tiếp cận được huyện Bê Tông. Nếu như đi xe trực tiếp từ thành phố Hat Yai đến huyện Bê Tông thì sẽ phải đi qua một đoạn đường nguy hiểm, bom đạn có thể nổ bất cứ lúc nào. Vào tối 20 tháng 8, các nhân viên của DSI đã ấp vào nơi các cô gái đang trú ngụ, giải cứu an toàn toàn bộ 8 cô gái, tạm giữ má mì cùng một số phụ nữ Trung Quốc hành nghề mại dâm tại đây. Kể lại những gì đã trải qua, các cô gái nói: "Cái kia là em tụi em bán cà phê, ba đứa bán cà phê chung. Cái có quen cái con nhỏ mà Úc tên Úc cũng có, nó mới đi à, cũng mới đi à. Cái nó đi rồi, cái nó cho số điện thoại của tụi em cho cái chị, số điện thoại của tụi em cho chị, cái điện cho tụi em mà tụi em mới biết. Chị nói là dắt đi qua Singapore chứ không phải đi qua Đan, đi qua đây nè. Rồi chị mua vé máy bay là tụi em coi, là mới hỏi là chị sao mà đi qua Thái. Chị mới nói là đi qua Thái mua sắm đồ, đồ ăn với đồ ở đây đẹp lắm. Mấy cưng đừng có đem đồ nhiều, là đem qua đây chị dắt qua đi mua đồ. Rồi tối chị nói làm đây, làm chạy chạy vậy đó. Rồi chị chỉ là bạn em đi với ông này, ông nọ, bắt em với đi chung một ông, tôi ngủ chung một ông, em không chịu, em khóc em không chịu. Chứ vợ em á, nếu mà không chịu đi với khách á, là không được về Việt Nam nữa. Còn chồng chỉ qua cầm cái súng nhưng mà nếu mà không đi á, thì bắn vậy thôi. Giơ súng trước mặt luôn, khoảng 3 ngày sau là có cái súng liền. Đứa nào nó xanh mặt hết luôn. Em cảm thấy là em cảm thấy người em là không có thể mà làm như vậy được. Tất nhiên phải sợ chứ. Sợ cũng chết luôn chứ sao không sợ. Vừa nghĩ mình là một con gái, mình chưa biết gì hết mà mình đi qua đây là đã sợ rồi, bị gạt đó là đi Singapore làm, nhưng mà không dắt qua Singapore qua đây làm là phải sợ rồi. Rồi còn gặp vậy nữa chứ. Qua Việt Nam thì chị nói là đi qua Singapore, đi qua vẫn là hợp tác lao động. Thì khi xuống sân, bà nói tương tự như Việt Nam, những cái quán bar trong Việt Nam đi rugby như vậy đó. Rồi tụi em thấy lương cũng cao, rồi tụi em qua Singapore làm không ngờ chỉ được tụi em qua đây cũng chèo. Toàn bộ 8 cô gái đã được yêu cầu dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng để rời nơi ở. Đến trưa ngày 21 tháng 8, các cô được đưa về Bangkok an toàn. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã ra sân bay đón những cô gái này và cảm ơn lực lượng của DSI đã giải cứu công dân Việt Nam bị lọt vào đường dây buôn người. Trong những trường hợp này thì mình nghĩ là phía Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan là có cái phản ứng rất là nhanh, rất tích cực. Nay hợp tác đó là có, nhưng vấn đề là nó biểu hiện bằng những hoạt động cụ thể như thế này. Thì đây là một trường hợp rất cụ thể. Tuy nhiên, cuộc chiến chống buôn người không phải lúc nào cũng đơn giản. Giám đốc Phòng Đối ngoại và Tội phạm xuyên quốc gia thuộc DSI, Đại tá Somsak Raksasakun cho hay, đây là lần đầu tiên DSI giải cứu được các nạn nhân là người Việt Nam bị lừa vào đường dây buôn người. Từ khi nhận được thông tin và yêu cầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Công an Việt Nam và Liên minh chống buôn bán phụ nữ trẻ em tại Thái Lan, DSI đã nhanh chóng xúc tiến việc điều tra và tiến hành giải cứu nạn nhân chỉ trong vòng 3 ngày. Theo Đại tá Somsak, việc giải cứu các cô gái vừa qua không mấy nguy hiểm bởi đã có sự kết hợp nhịp nhàng giữa các bên và cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, cái khó ở đây là làm sao phải giữ tuyệt đối bí mật về chiến dịch, vì nếu dò dỉ chút thông tin, những kẻ buôn người thấy động thì những cô gái có thể bị chuyển ngay qua biên giới. Khi đó, việc giải cứu sẽ gặp nhiều khó khăn. Để đấu tranh với nạn buôn người,
không chỉ có sự nỗ lực của cơ quan công an, DSI, Liên minh phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, mà gia đình cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục, quản lý con em mình. Và đối với 8 cô gái vừa được giải cứu, chuyến đi bão táp vừa qua có lẽ là bài học lớn nhất đời và cũng là bài học để những cô gái trẻ không nên nhẹ dạ cả tin và lời dụ dỗ về những việc làm dễ dàng kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài. Việt Phương, phóng viên Báo Thanh Niên, tường trình từ miền Nam Thái Lan.